Hương đâu rồi?
Chứ tôi không khỏi tôi gì đâu. ok. Lấy mấy cái chứ không mày bữa nó sưng nó viêm lên con trai. Đâu Nó viêm lên rồi này con. Đáng tí ha. Đấy. Cái nó viêm luôn rồi nó sưng cái miệng cái mỏ treo luôn rồi đấy đó. Ok giỏi quá à. Rồi cái mũi nè. Nếu để mặt viêm chờ nhà có thú gì xuất hộ không? Nhà có em xử xí đường. Xuất làm gì? Dạ đường riêng đường. Làm gì mà mặt đang chảnh chờ nhỉ? Cô lên nhiều sự nghiệp mà sạch mồm.